Ben and you have lived in a new song. Yeah, yeah. Chủ nhật ai cũng ngủ nướng 10 giờ một chiếc bước xuống giường, mặc đồ đẹp rồi ta cùng tự sướng, sức dầu thơm giờ mới bước ra đường. Gì để xem vua mặt thôi chết, em để quên đồ sạc, chờ em một lát rồi mình cùng xuất phát. Đường tôi sẽ chẳng hết tha, ai cũng cần đi theo mượn trà bá. Người yêu em không người đẹp trai quá, chỉ là trong túi quần có smartphone tha. Em ơi cho em mượn điện thoại từ Facebook để check tin cho ba má em thấy yên tâm nha. Em love you, em sẽ xin lòng yêu mẹ nè. Người ta chỉ muốn ôm em ở đây, chúc em cứ mong mong sẽ nghe cảm em trong trong. Nhìn thôi thật thôi thật sâu đẹp. Tôi nghĩ smartphone. I camera 360 thần thánh, dàn chừng ra tạo dáng cho nó bảnh. Bật Facebook checking rồi up ảnh, cho mấy em hacker xem nếu mà bớt giảm. Anh ơi, lại gần em một tí, cho em hỏi bắt đầu quay là gì. Anh đẹp trai cũng có nên ít tí, đừng để người ta gọi anh là gay. Giờ ra đường tôi sẽ chẳng hết tha, ai cũng cầm đi theo bự nhà bá. Người yêu em không đẹp trai quá, như trong lúc quần có cái smartphone tha. Anh ơi cho em mượn điện thoại dô như tin, đừng checking cho mà em thấy yên tâm nha. Tôi bị smartphone.